Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này ship.vn sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu túi sách đến từ thương hiệu Michael Kors đã được ship.vn mua trực tiếp trên trang phân phối chính hãng và đã được vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở thành phố Auburn bằng dịch vụ UPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng thì mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra. Đây, kiện hàng vẫn còn rất là nguyên vẹn. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui ra chiếc túi hàng này để có thể cho các bạn có được những góc quay thực tế nhất về mẫu túi xách ngày hôm nay đến từ thương hiệu Michael Kors nhé. Mình sẽ cắt cái phần trên đầu này. Đây là một cái lớp xốp nổ nha các bạn. Nó để giúp bảo quản đây, chiếc túi xách của chúng ta không bị mất form cũng như là nó chống sốc tối đa dành cho sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Rồi, mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta. Bên ngoài chiếc túi thì chúng ta sẽ có một cái lớp ni lông nữa nè, được hãng họ cung cấp ha, bảo quản tốt nhất tránh khỏi bụi bẩn cũng như là các chất lỏng. Và bên ngoài này thì chúng ta sẽ có một chiếc tem rất là đơn giản thôi, cung cấp mã sản phẩm, tên bộ sưu tập và màu sắc. Chúng ta sẽ có mã cho mẫu này là 35F1G6SL3B. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc túi này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nha. Màu cho chiếc túi này sẽ là vanilla, một cái màu sắc rất là hot luôn và rất là được nhiều chị em ưa chuộng. Bộ sưu tập sẽ là Sonia các bạn nha. Và một chiếc tem rất là đơn giản thôi. Còn bây giờ mình sẽ mở chiếc túi này. Đây, mình mở phần bao ni lông bên ngoài. Rất là nhẹ nhàng ha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta bên trong. Được gói bởi một lớp giấy mỏng nè các bạn. Đó, bảo quản rất là cẩn thận luôn. Mình sẽ mở từ từ ra nha. Đây, nhân vật chính của chúng ta xuất hiện rồi đây. Rất là đẹp nha các bạn. Mới 100%. Đây các bạn. Mình sẽ để phía dưới này nha. Có một cái chốt mở 500 ở đây. Mình sẽ lấy ra từ từ cho các bạn thấy được trọn vẹn hơn phần túi của chúng ta. Đây là phần bìa giấy nè, bọc bên trong rất là đẹp luôn. Này được bảo quản cực kỳ kỹ lưỡng nha. Rồi, mình chỉ cần đóng lại như thế này. Và trước hết thì mình xin giới thiệu sơ lại một chút xíu về thương hiệu Michael Kors cho những bạn nào chưa biết. Thì Michael Kors là một thương hiệu thời trang nổi tiếng của Mỹ, được biết đến với dòng sản phẩm may sẵn như, hoặc là những cái sản phẩm có sẵn như là đồng hồ nè, kính mát và phụ kiện khác. Các sản phẩm từ Michael Kors có chủ đề rất là hấp dẫn và tinh tế, nhưng mà điều phân biệt nó với các nhãn hàng cao cấp khác đó chính là cách tiếp cận từ bình thường đến vẻ cao cấp của nó được thể hiện trong những chiếc túi có hình dáng tinh tế và thoải mái. Túi xách Michael Kors thì từ túi đeo chéo Mercy đến Balore là người bạn đồng hành rất là lý tưởng ở thành thị chúng ta. Tất cả các túi của thương hiệu đều có phần cứng bắt sáng trong bộ sưu tập để tạo thêm cái độ tương phản cho màu mờ. Ngoài ra thì các dây buộc zip nè rất là an toàn, được đánh dấu bằng các biểu tượng của thương hiệu như các bạn có thể thấy. Logo thương hiệu sẽ xuất hiện rất là nhiều nơi trên các sản phẩm của Michael Kors. Hoặc là trên tay cầm nè, dây xích nè, các yếu tố có thể điều chỉnh cho phép mỗi người dùng cá nhân hóa từng cái sản phẩm của mình. Và các chi tiết chữ ký thì được khắc rất là tinh tế, tạo ra một cái mô hình nổi bật trên nền ngoại thất canvas như thế này. Thì đó là những cái đặc trưng của thương hiệu Michael Kors. Và đó cũng là tất cả những cái thông tin tổng quan nhất, ngắn gọn nhất mình muốn chia sẻ đến các bạn nào chưa biết về thương hiệu này có thể nắm bắt một cách nhanh chóng được. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta là chiếc túi xách ngày hôm nay nha. Mẫu ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên đầy đủ là Michael Kors Sonia Medium Logo and Four Reader Convertible Shoulder Bag, có nghĩa là mẫu túi xách đeo vai các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có mã sản phẩm thì lúc nãy mình có nói đó, để dưới tên video và đường link truy cập sản phẩm này ngay phía dưới phần nội dung luôn. Về vật liệu trên sản phẩm này chúng ta sẽ có là vải canvas phủ, và đây là đặc trưng rất là lớn đến từ thương hiệu Michael Kors các bạn nha. Thì vải canvas phủ sẽ chiếm 89,4% và 9,6% polyester và 1% còn lại là polyethylene. Viền của chúng ta thì sẽ có là viền vải canvas phủ 88,74% và 11,26% polyester. Đó là về vật liệu ha.
Về kích thước trên sản phẩm ngày hôm nay, chúng ta sẽ có độ dài sẽ là 26 cm. Đây các bạn, đây chính là phần độ dài của chúng ta nè. Đây, kéo dài từ bên đây qua bên đây là 26 cm. Về chiều cao chúng ta sẽ có là 14.6 cm. Và độ rộng hay còn gọi là chiều sâu các bạn, đây phần rộng của chúng ta sẽ là 7 cm. Về độ thả tay cầm cho mẫu này sẽ là 22.8 cm. Và phía dưới này, đây là phần đeo, dây đeo có thể điều chỉnh nha. Đây các bạn, đó. Mà cái này còn nguyên siêu, mình cũng không có bóc ra cho các bạn xem được. Đây, phần dây đeo bằng dây xích nha. Và cái dây đeo này thì chúng ta có thể điều chỉnh từ 52.7 cm cho đến 62.8 cm. Rất là vừa vặn để các bạn có thể đeo khi rảnh tay để làm những cái công tác khác ha các bạn ha. Đó chính là về phần dây đeo. Thì trong dây đeo chúng ta sẽ có những cái lớp mạ rất là đẹp và cực kỳ bắt sáng luôn. Tuy nhiên thì họ bọc siêu lại rồi, mình thì không thể mở ra cho các bạn xem được. Mình sẽ giữ nguyên siêu như thế này đến tận tay khách hàng nha. Về chi tiết nội thất bên trong thì đây mình sẽ đi đến từ từ nha. Một chiếc khóa chốt nhanh nè, và trên khóa các bạn sẽ thấy logo MK rất là nổi bật luôn. Bên trong chúng ta sẽ có vải nè, với tên thương hiệu được khắc rất là nhiều lần. Đây là đặc trưng của thương hiệu rồi. Và đây các bạn, bên trong chúng ta sẽ có một cái dây đeo. Đó, này, dây đeo bằng da nha. À, xin lỗi các bạn, lúc nãy mình nhầm. Đây là cái tay sách nè các bạn. Tay sách bằng xích nè, còn đây là dây đeo nè các bạn. Đó, và họ gói kỹ trong đây ha. Tất cả những cái phần khóa đều còn nguyên siêu, mới 100% cả. Thì đang rất là đáng tiếc là mình không có lấy ra cho các bạn xem hết tất cả những cái nội thất bên trong được. Họ độn rất là nhiều để giữ cái form cho chiếc túi này. Và bên trong thì chúng ta sẽ có là một cái khóa kéo phía sau và một túi trượt nha. Đây, khóa kẽ túi trượt nè các bạn. Đây, phần túi trượt phía sau và bên trong chúng ta sẽ có một cái khóa kéo. Lớp lót thì sẽ là 100% polyester và chốt khóa của chúng ta là chốt khóa nhanh 500, nó hút rất là nhanh và đóng rất là kín như các bạn có thể thấy. Đây, rất là nhẹ nhàng luôn. Và tổng kết lại thì phiên bản Sonia này được xác định bằng dây đeo mắc xích bền và tấm logo mạ vàng rất là đặc trưng đến từ thương hiệu là Michael Kors. Kiểu dáng in logo đặc trưng của thương hiệu thì nó mở ra một cái ngăn bên trong khá là lớn ha, bao gồm là dây đeo chéo có thể thay thế cho dây đeo vai, và hãy đeo nó để tăng thêm cái vẻ quyến rũ tinh tế cho diện mạo hàng ngày của bạn. Đây là một chiếc túi xách sẽ cực kỳ tinh tế đối với phái đẹp luôn. Và qua các góc quay các bạn có thể thấy sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần đây vải bên ngoài nè các bạn. Đây phần ngoại thất bên ngoài ha, đến phần nội thất bên trong tất cả đều được bao bọc rất là kỹ lưỡng luôn, bảo quản cực kỳ kỹ luôn các bạn, rất là tỉ mỉ. Những phần giấy, phần da nè, và phần mép viên, phần đường kim mũi chỉ được hoàn thiện rất là tinh tế, đến từ Michael Kors. Những chi tiết kim loại thì phải nói là rất là sáng bóng và cực kỳ bắt mắt luôn các bạn. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm túi xách ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu túi đến từ Michael Kors nói chung, cũng như là mẫu Michael Kors Sonia ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng nè, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có mức giá cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.